Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội, Hội đồng hương Hưng Yên tại Hải Phòng và Hội đồng hương Hưng Yên tại Thái Bình tổ chức gặp mặt đầu xuân. Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Hiệu quả sau dồn thử đổi ruộng ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ nhiều địa phương tái diễn việc xả thải gây ô nhiễm. Vấn đề an toàn lao động tại một số doanh nghiệp. Công an Hưng Yên triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại hội trường Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, gần 400 người con Hưng Yên đang sinh sống, công tác tại Hà Nội đã tổ chức họp mặt đầu xuân Bính Thân 2016. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở ban ngành liên quan. Bên cạnh các hoạt động nghĩa tình như tổ chức gặp mặt đầu xuân, thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau trong lúc ốm đau hoạn nạn năm 2015, Hội đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực hướng về quê hương. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh năm 2015. Nổi bật là thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế được khởi sắc, quốc phòng an ninh, tình hình trật tự xã hội ổn định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các hội viên tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên, có nhiều đóng góp cho nơi sinh sống, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả cùng với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong toàn quốc. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Tô Lâm thông báo với các hội viên về một số kết quả nổi bật Đại hội 12 của Đảng và tình hình kinh tế xã hội trong toàn quốc năm 2015, một số định hướng năm 2016. Cũng trong sáng nay, Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, người Hưng Yên tại thành phố Hải Phòng còn có nhiều hoạt động hướng về quê hương như đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tham gia tu sửa nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa. Thay mặt đoàn đại biểu của tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2015, kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu định hướng của tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp năm mới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới toàn thể bà con Hưng Yên đang sinh sống, làm việc tại đây và mong người Hưng Yên tại Hải Phòng luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực đóng góp cho sự phát triển của thành phố cảng và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương. Dự buổi gặp mặt Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình có đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội đồng hương Hưng Yên tại Thái Bình được thành lập từ năm 2003, đến nay có trên 100 hội viên. Hàng năm, hội và các chi hội luôn duy trì việc sinh hoạt để thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quê hương, vận động các hội viên và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thăm hỏi động viên nhau khi ốm đau. Đồng chí Trần Quốc Toàn thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp ủng hộ về vật chất tinh thần của Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình đối với quê hương. Đồng chí chúc các hội viên cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thi đua lao động sản xuất, xây dựng hai quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh. Sáng nay, huyện Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khen thưởng cho những học sinh đỗ đại học tiêu biểu và các tập thể đi đầu trong phong trào khuyến học của huyện năm 2015. Đến nay, 17 trên 17 xã thị trấn của huyện đã thành lập được hội khuyến học cơ sở, 81 trên 90 thôn thành lập chi hội khuyến học. Trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cộng đồng khuyến học đã xuất hiện nhiều dòng họ cộng đồng khuyến học tiêu biểu như dòng họ Đặng ở thị trấn Lương Bằng, họ Vũ xã Hiệp Cường, họ Phạm Ngọc xã Nhân La,
một số cộng đồng khuyến học tiêu biểu như thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, thôn Đông Khu, xã Đức Hợp. Nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, trong năm học vừa qua, toàn huyện có trên 300 học sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng, trong đó có trên 90 em trúng tuyển với số điểm trên 23 điểm được khen thưởng. Nhân dịp này, các cấp hội khuyến học đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho phong trào khuyến học khuyến tài. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang tập trung nhân lực gieo cấy được khoảng 1.300 ha, đạt 33% kế hoạch. Vụ xuân năm 2016, huyện Yên Mỹ có kế hoạch gieo cấy 4.000 ha lúa. Để đảm bảo thời vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tập trung chỉ đạo các biện pháp như làm tốt công tác chuẩn bị đủ nguồn giống, cung cấp nước đầy đủ, kịp thời, sử dụng máy kéo lớn tập trung làm đất. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cấy được trên 1.300 ha, bằng 33% diện tích, chủ yếu tập trung vào các giống lúa thuần, nếp các loại như Bắc Thơm số 7, RVT, Thiên Ưu 8. Một số xã đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy là Lý Thường Kiệt, Nghĩa Hiệp, Gia Phạm, Đồng Than. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 5 tháng 3 sẽ cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân và chuyển sang chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, với cách làm sáng tạo và quyết tâm cao, đến năm 2014, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng. Do được thâm canh trên các thửa ruộng lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi, bước đầu đã đem lại giá trị kinh tế cao. Trước năm 2003, gia đình ông Dương Quang Tại ở thôn 2 xã Quảng Châu chỉ có các thửa ruộng với diện tích nhỏ lẻ, chủ yếu là trồng tay nên cho hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng, các thửa ruộng, toàn bộ diện tích của gia đình ông đã được dồn lại thành một thửa với diện tích gần một mẫu. Do có diện tích lớn, thuận lợi trong canh tác chuyển đổi nên ông đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng các giống nhãn như hương chi, đường phèn, nhãn lồng, những giống nhãn đặc sản của Hưng Yên. Từ khi dồn thửa đổi ruộng bây giờ thì rất là phấn khởi, bởi vì là trước kia thì làm nó không hiệu quả, nhưng đến bây giờ thì cái nền kinh tế nó nâng lên, thu nhập nó cao lên. Như dân chúng tôi ở đây làm nhãn thì một sào hiệu quả kinh tế thì nói chung là một năm nếu mà làm năng suất cao nhất thì được từ 7 đến 8 tạ trên một sào. Với giá trị mà bán của cái nhãn mà đạt yêu cầu cao là từ 19-20.000 một cân, thì một sào canh tác của cái người dân bây giờ thu nhập tới 14-15 triệu trên một sào. Không chỉ có gia đình ông Đại mà còn rất nhiều hộ dân của xã Quảng Châu cũng đều có tâm trạng phấn khởi như vậy. Trước năm 2003, bình quân toàn xã là 3,5 thửa trên một hộ. Sau dồn thửa đổi ruộng, số hộ được nhận một thửa là 2.022 hộ, chiếm trên 91%. Số hộ nhận hai thửa là 176 hộ, chiếm gần 8%. Cùng với dồn thửa đổi ruộng, xã đã quy hoạch thành các vùng chuyển đổi chuyên canh trồng cây lâu năm như khu chuyển đổi trồng cam vinh, cam đường canh, bưởi diễn với diện tích 40 ha, khu chuyển đổi trồng nhãn với diện tích 200 ha và khu chăn nuôi với 5 trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn. Theo thống kê mỗi năm, toàn xã thu hoạch được gần 200 tấn cam với doanh thu gần 7 tỷ đồng, hơn 1.000 tấn nhãn với doanh thu trên 20 tỷ đồng và thu gần 5 tỷ đồng từ các trang trại chăn nuôi. Sau khi thực hiện cái chỉ thị 21 của tỉnh ủy thì xã đã thành lập ban chỉ đạo và tiến hành khảo sát thực địa dồn ruộng lại cho các hộ tiện canh tác. Trước kia thì diện tích nó rất là dài, sau đó thì chúng tôi dồn thửa đổi ruộng thì các hộ nhận đất vuông lại để tiện thuận lợi cho việc canh tác trồng cây ăn quả và trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn là trên cây màu và cây thay thế cây ngô và cây đay. Nhờ dồn thửa đổi ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong canh tác cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chính vì thế mà thu nhập đời sống của người dân trong xã cũng được nâng cao và cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã được nâng lên 24 triệu đồng một người một năm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 128, phê duyệt hỗ trợ 92 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Theo đó, 127 xã sẽ được hỗ trợ tiền để xây dựng đường giao thông nông thôn với chủ trương ưu tiên những xã khó khăn. Các xã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi xã không quá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ưu tiên phê duyệt kinh phí những tuyến đường đã có quyết định phê duyệt, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn theo quy hoạch nông thôn mới.
Được biết toàn bộ nguồn kinh phí nêu trên được huy động từ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và nguồn quỹ dự phòng của tỉnh năm 2015. Sau Tết, việc xả rác thải sinh hoạt bừa bãi ở các địa phương của huyện Tiên Lữ lại tiếp tục tái diễn. Nhiều bãi rác tự phát đã được thu gom trước Tết thì nay lại tiếp tục đi vào hoạt động. Những điểm đen ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng hầu như chưa được xử lý triệt để, hiện đang tái diễn việc đổ xả thải bừa bãi của một số người dân. Điển hình là bãi rác tự phát tại khu vực Làng Chìa, xã Dị Chế, trên đường quốc lộ 38B, đoạn đi qua thị trấn Vương, tuyến Sa Đồng ở thôn Sai Lệ, xã Lệ Xá, hay việc xả thải gây ô nhiễm môi trường trên sông Bắc Hồ, thị trấn Vương hoặc xã Thủ Sĩ. Trong khi đó, hầu hết các địa phương của huyện Tiên Lữ đều quy hoạch được bãi rác tập trung theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn.